Alo, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì có bạn hỏi ở Đức có ăn Tết Nguyên Đán Việt Nam không? Thì mình xin trả lời là ở Đức tất nhiên là tùy từng gia đình. Bây giờ ví dụ như mình sống ở nước ngoài, thì nước ngoài người ta không có cái Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Mà tổ chức linh đình hoặc là không khí nó rộn dịp rộn ràng như là ở Việt Nam được, mà chỉ gọi là ngấm ngầm, ví dụ như những nó tùy từng vào cái điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình. Có người nhưng mà đa số là mọi người là đi làm hoặc là tự kiếm sống, có cửa hàng cửa hiệu thì cũng giống thế thôi, cũng sáng đi tối về. Có nhà thì cũng tự gói bánh chưng nhưng mà rất là ít, đa số là đi mua của người Việt mình, người ta gói người ta bán thì mua bánh chưng về thì cũng thắp hương, rồi đi mua một cái con gà tươi về. Cái con gà tươi ấy thì thường là người Việt mình ấy, người ta đi mua của những người người Đức, người ta nuôi và mua về xong là thịt, thì lấy cả lòng cả mè tất cả mọi cái, kể cả tiết 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 mới có lấy nhỉ, mình quên mất rồi. Thì nói chung là đầy đủ các bộ phận là về người ta mổ người ta bán. Thì những con gà đấy, gà tươi thì gọi là gà tươi nhưng mà mổ sẵn rồi thì nó không phải là gà đóng đá, nhưng mà mua về thắp hương nó rất rất là đắt. Có những con ấy, nó chỉ được mấy lạng nên không được một cân đâu, nhưng mà bán rất là đắt, mười mấy đồng một cân đấy. Để mua về cũng thắp hương, rồi thắp hương các cụ. Thì nói chung là cái không khí Tết thì nó không có rộn ràng, nó giống như ở Việt Nam mà chỉ có trong gia đình với nhau thôi. Thì nói chung là cũng rất là buồn, nhưng mà như bạn nào mà mới sang mà năm đầu tiên thì rất là nhớ nhớ Tết của Việt Nam và nhớ nhà, nhớ Tết Việt Nam lắm. Nhưng mà như mình sống ở Đức đây lâu rồi, nó quen rồi, hoặc là những cái gia đình mà người ta ở nước ngoài lâu rồi quen rồi thì người ta cũng nó cũng bình thường thôi. Thì về thì cũng tổ chức theo cái Tết cổ truyền của Việt Nam. Còn ở những cái tỉnh lớn ấy thì ví dụ như chỗ mình đây này thì cũng có này, là nó có một cái hội 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 hữu nghị Đức Việt, người ta tổ chức ra. Thì những cái người mà người ta trưởng trưởng ban ấy là người ta sẽ tổ chức và thông báo những ai mà đi chẳng hạn như là thường là họ hay tổ chức vào tối thứ bảy là ngày Tết ấy, là để đi tổ chức Tết ấy, là họp mặt tất cả mọi người Việt Nam, ai đi thì đăng ký. Là ví dụ như người ta thuê khách sạn thì trong đấy là đặt nấu ăn, là người ta nấu, mà những ai đi là chỉ có đóng tiền. Ví dụ như là người lớn thì 40 oi một người, trẻ con thì từ quy định là từ bao nhiêu nhỉ, đến 12 tuổi hoặc là sinh viên thì nó rẻ hơn một ít, còn từ nhỏ đến 5 tuổi thì không có tiền ấy, thì mất tiền thì đi. Thì đến đấy thì nói chung là năm nào cũng giống nhau, là người ta phát biểu, rồi cũng có cả đại sứ về người ta giữ phát biểu, rồi tặng bằng khen cho các cháu học giỏi ấy. Và những cái cháu nào mà tham gia cái đá bóng hoặc là học thì được thưởng. Xong rồi là các cô là Việt Nam ấy, là ngày xưa ấy thì là hay thuê những người mà người ta hát hay hát giỏi ấy, những người nghệ sĩ, thậm chí là có năm là những nghệ sĩ ở Việt Nam sang
hát và thuê những người hát, rồi các cô mặc áo dài cũng biểu diễn áo dài. Nói chung là chương trình thì năm nào nó cũng giống nhau cả. Rồi hát hò, phát biểu, xong rồi là đốt pháo, cũng mua cái pháo mà giống như của Trung Quốc đấy. Người ta buộc cái dây nó dài, xong rồi là thỉnh thoảng nó có một cái quả pháo cái nó cũng nổ to. Xong rồi khi mà xong hết chương trình thì đi vào ăn. Thế còn hát múa thì có rất là nhiều các cái, kể cả các cháu lẫn người lớn, là múa cổ truyền rồi hát rồi. Bây giờ thì ở Đức này được cái là các thanh nam nữ tú là thuê thuê người dạy, họ dạy hát một khóa là 200 oi, thì đúng là có học có khác, rất là nhiều người hát rất là hay mà rất là phong phú, nhiều người hát hay lắm, chứ nó không có nghèo như ngày xưa. Ngày xưa thì không có người hát đâu, nhưng bây giờ hát rất là hay, múa hát rồi. Thường là người ta tổ chức từ 6 giờ đến 10 giờ 11 giờ đêm thì là về, nhưng mà cũng có rất nhiều người đi nhiều, nhiều hôm và nhiều năm ấy, là nếu mà đi muộn đấy là còn hết vé hết chỗ ngồi các bạn, là tại vì là cái chỗ ngồi cái địa điểm thì nó cũng chỉ có hạn thôi, chứ lấy đâu ra mà to, cho nên là đi muộn đấy thì không có. Còn như mình em năm ngoái mình đăng ký thì nó hết vé, không có vé, tại tại vì nhà mình nó cũng gần khách sạn, thế là đến lúc mà nó gần hết nửa chương trình rồi thì mình đi đi thì lúc đấy người ta đã nói thì bảo là tháo khoán, nhưng thật ra thì mình cũng không phải là mình đi để mà tháo khoán không mất tiền, nhưng mà mình nghĩ là mình thôi nhà mình gần đây thì mình thử xuống xem thế nào. Thì thấy là tháo khoán thì mình cũng vào chơi một chút, rồi lúc mà người ta tháo khoán thì không có tiền đấy, nhưng mà nó hết nửa chương trình rồi các bạn ạ. Mình thật sự ra thì mình cũng không muốn như thế. Thì năm nay họ cũng đã tổ chức rồi, đã đăng ký tên rồi, nhưng mà có lẽ là mình cũng không đi được, bởi vì là còn hình như còn có 2 ngày nữa thì mình lại muốn đi sang chỗ con mình, cho nên là mình không đi được, thì cũng rất là tiếc. Nhưng mà thật ra thì cái đi đến đấy chủ yếu là người Việt gặp nhau hội tụ, nó vui, chứ còn cái chương trình thì năm nào cũng giống năm nào các bạn ạ. Thế nên đi cho nó vui thôi, còn thì cũng không có lấy gì là đáng tiếc cả. Nhưng mà người ta đi rất rất là đông nha các bạn nha, đông lắm, đi đông đi vui. Thì có những người ở xa, họ rất là xa, đi cả 100 cây số, hơn 100 cây số, nhưng mà họ vẫn đến đến em họ đến họ chung vui thôi. Thì mỗi năm mình đi đi thì mình cũng hay quay phim chụp ảnh đấy, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái nó dở, cái là người ta cứ hay mở nhạc ấy, mở nhạc như là bản quyền như này, nhiều khi là không quay được, hoặc là mình quay thì mình lại phải tách nhạc đi rồi lồng tiếng, rồi nói chung là nó phức tạp, nó cho nên mình cũng không muốn. Mình ấy thì nói thật với các bạn lại không có thời gian, là mình cứ muốn là quay thế nào thì cho lên như thế, tại vì là làm gì có thời gian mà ngồi mà lọc nhạc rồi lồng tiếng rồi cắt ghép. Với tại vì là các bạn biết đấy, là kênh của mình ấy nó phọt phẹt lắm, nó chả có tiền đâu. Thế mà bây giờ cũng không phải là mình nói là không có tiền nha, là mình không đầu đầu tư hoặc là mình không làm đến nơi đến chốn, nhưng thật ra thì mình cũng bận rộn lắm mà không có thời gian các bạn ạ. Cho nên là thì thôi thì cứ mộc mạc có thế nào thì cho nên thế. Nhưng mà ôi dồi ôi, các bạn biết không, chả hiểu tại sao chứ mình xem rất là nhiều kênh nhá, họ làm cũng có hay đâu, mà nói chung là nó cũng chỉ bình thường, nó cũng như mình thôi, nhưng mà làm sao á, người ta rất là nhiều nhiều view mà mình làm thì chả có view ấy. Không biết là nhiều lúc thấy chán quá cái chứ nhỉ, không có view, không có người xem, là bây giờ cũng không biết làm nào, nên là
tạo kênh mới hay là cứ để thế? Tạo kênh mới thì cái này ấy, nó đã được bật kiếm tiền rồi mà cũng mình cũng tạo dựng là hơn 4 năm nay rồi. Bây giờ bỏ thì cũng cũng buồn, cũng tiếc. Vì là ở trong đấy nó có rất là nhiều những cái kỷ niệm của mình ở trong đấy, nên là bây giờ mà bỏ thì mình cũng chẳng muốn. Cũng thỉnh thoảng có người cũng cứ vào kênh của mình hỏi mua đấy, hỏi mua nhưng mà mình không bán các bạn ạ. Bán thì nó chẳng được bao nhiêu mà cái kỷ niệm của mình ở trong nó nhiều lắm, nên là mình không muốn bán. Nên bây giờ thì bỏ dở thì cũng không muốn bỏ, bán thì cũng không muốn bán, mà làm thì cũng chẳng muốn làm nữa, tại vì nó không có hứng các bạn ạ. Nhiều bạn cứ bảo là làm cho nó vui thôi, nói thế làm nó vui là một chuyện, nhưng mà làm cái gì cũng thế, mình cũng phải có một chút xíu thì nó mới gọi là cái động lực và nó mới cái phấn khởi để mà làm, đúng không các bạn? Chứ mà cứ bảo là làm cho nó vui đi chứ không phải là vì tiền. Các bạn nói câu đấy là chẳng qua là cũng là nói thì nói thế thôi, chứ nói chẳng có ai bảo là không có vì tiền, chẳng có ai bảo là tôi làm cho nó vui thôi, tôi không cần tiền. Chẳng qua là nó không có được thì phải chịu. Thì ở Đức này hoặc là ở hải ngoại ở đâu cũng thế thôi, thì tự mình tổ chức. Thế còn những ai mà thân với người người Đức ấy, hoặc là có chồng có vợ người Đức ấy, thì người ta mời đi thì người ta đến dự. Còn thì đa số là chỉ có là người người Việt Nam thôi. Gì ấy, nhiều lúc mình thấy ăn Tết ở nước ngoài này thấy nó buồn mà nó chẳng có cái khí thế gì cả, tại vì nó có cái không khí Tết đâu. Như ở Việt Nam nếu không khí Tết thì rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy không khí Tết bây giờ nó cũng không được như ngày xưa. Ngày xưa thì mổ lợn rồi nấu nướng dọng dịch ở mầm ấy, nó vui lắm. Nhưng bây giờ thì toàn là đi mua mua thịt ở siêu thị rồi rồi thì bánh thì cũng đi đặt đi mua, nên nó chẳng có cái gì là khí thế mà nó lạ cả. À, ngày xưa thì ăn uống để nó đói khát không có, cho nên các cụ hay có cái câu ví là đói ngày giỗ cha, no 3 ngày Tết. Nhưng mà bây giờ thì ngày nào cũng là ngày Tết, ăn uống thì nó tràn ngập lên, nhiều khi có bệnh ăn không dám ăn, không dám ăn thoải mái. Thế thì nó cũng có cái gì là cái không khí Tết đâu. À, hoặc là ở đây thì các bạn có thể là chỉ có đi mua cái cây, cái cành trắng mà Việt Nam nó gọi là nụ tầm xuân đấy, về cắm. Chứ còn cái không có cành đào, nó không có cành đào như ở Việt Nam. Cành đào như ở Việt Nam, à năm 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 ngoái, năm ngoái mình về đây mình cũng ăn Tết ở Việt Nam đấy, thấy nó nhưng mà nó không có được như ngày xưa. Nó chỉ có cành đào mới nó cũng nhộn nhịp tí thôi, chứ còn nó không có mổ lợn, không có gói bánh chưng, gói bánh chưng rộn dịp rồi thức cả đêm luộc bánh rồi, nhiều cái nó hay lắm. Nhưng mà bây giờ không còn cái cảnh ấy nữa các bạn ạ. Đấy thì có nhiều bạn hỏi mình là thế ở bên Đức có ăn Tết Việt Nam không, thì hôm nay mình làm cái video ngắn này mình xin trả lời nè. Là đấy ở nước ngoài nè, ăn Tết nó chỉ có thế thôi, bởi vì là các bạn cũng muốn biết, các bạn không ở Đức, không ở nước ngoài nên các bạn cũng muốn biết là ở nước ngoài ăn Tết như thế nào, nó có vui không, hoặc là nó có giống ở Việt Nam không. Thì hôm nay mình làm cái video này trả lời các bạn. Thì người Việt thì trong cái đầu của mình ấy là vẫn có cái phong tục cổ truyền là ăn Tết. Thế nhưng mà chỉ có những người lớn này thôi, còn cái lớp mà sinh ra ở nước ngoài này thì nó có biết Tết là cái gì đâu. Nhiều lúc mình cứ nghĩ mình ở cái lớp già này mà mất đi thì cũng hết hết cả cái tập tục cổ truyền không còn nữa, đúng không các bạn? Bọn trẻ nó có biết cái gì là Tết đâu. Đấy thì mong các bạn xem hết video nhé, và nhớ cho U70 xin cái like nhé, và nhớ cho nhau nụ cười đừng có quên. Trời ơi,
nhiều lần muốn oải lắm rồi, muốn muốn thôi rồi, muốn dừng rồi, bởi vì chán lắm. Có kênh ấy mình thấy người ta làm mười mấy nghìn người đăng ký rồi đấy, nhưng mà kênh họ không phát triển được, cái giờ họ bỏ, họ làm video mới, họ làm kênh khác thì thấy cũng có nhiều người xem lắm. Thì bây giờ là mình đây, mình cũng không biết là có nên như thế hay không. Ok, thì bye bye các bạn nhé. Xin chúc các bạn chuẩn bị đón xuân, gia đình hạnh phúc vui vẻ, và đón một năm mới thật là ấm áp và mạnh khỏe. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo nhé. Bye bye.